chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh món ăn chay của mẹ quê. Hôm nay em làm dưa cải chua, mà dưa cải chua này em làm từ nước vo gạo và muối thôi đó, mà nó có màu vàng đẹp như vậy. Cách làm siêu đơn giản luôn, ở chỗ em cải sậy này mua là 8.000 một ký. Không cần phải nấu nước ngâm cho rườm rà, chỉ cần có nước vo gạo, cải sậy và muối hạt là quý cô bác đã làm được món dưa chua ngon như thế này. Làm theo cách này, quý cô bác để bao lâu ăn vẫn được, không cần cho vào ngăn mát tủ lạnh, chỉ cần để trực tiếp ở bên trong cái hũ. Để như vậy, khi nào ăn thì chúng ta mang ra, rửa sạch lại và trộn cho vừa ăn nữa là xong. Nếu quý cô bác thích dưa cải chua theo cách của em làm thì xin mời vào bếp cùng làm với em nha. Đầu tiên em sẽ chọn mua 2 kg cải sậy. Em chọn cây cải chắc tay, lá không bị hư. Lá thì em cắt bỏ đi một nửa ở phần đầu. Phần lá mà dùng nhiều làm dưa thì nó cũng không có ngon, nó mềm chứ không có giòn, cho nên em cắt bỏ đi một nửa. Rồi em mang cải rửa sạch và phơi nắng khoảng 4 giờ, phơi đến khi cải héo và mềm, lấy vô được rồi. Đây là mấy cây cải mà sau khi em phơi xong, lá nó đã mềm rồi, như vậy là có thể làm được rồi đó. 2 kg cải sậy thì em dùng 100g muối hạt, không có muối hạt thì quý cô bác cũng có thể dùng muối bọt, chứ không được dùng muối ớt ạ. Giờ em sẽ chuẩn bị một cái hũ thủy tinh, quý cô bác cũng có thể dùng hũ sành, hũ sứ cũng được nha. Em xếp hết phần cải vào trong hũ thủy tinh, sau đó thì cho vào 100g muối, rồi cho nước vo gạo vào. Nước vo gạo phải ngập phần cải như thế này. Em dùng 2-3 chiếc đũa gài ở trên, rồi dùng một vạt nặng đậy cho phần cải nó đừng có trồi lên trên mặt nước. Nếu cải trồi lên khỏi nước vo gạo thì nó sẽ bị mềm. Em để cái hũ cải này ở chỗ mát, không có ánh nắng. Sau 7 ngày thì cải nó chuyển sang màu vàng như thế này và nó đã có vị chua, như thế này là ăn được rồi ạ. Quý cô bác lấy cải ra rửa vài lần với nước là có thể mang đi trộn rồi dùng. Còn bảo quản thì quý cô bác cứ để trong hũ như vậy, cũng đậy đừng cho cải nó trồi lên trên mặt nước, để ăn 1 đến 2 tháng vẫn ngon, vẫn giòn. Đây là dưa cải mà sau khi em đã rửa sạch rồi cắt miếng, bây giờ em bắt đầu trộn nha. Để trộn thì em dùng một ít nước mắm chay, đường, rồi cà rốt và ớt băm nhỏ. Em nấu sôi nửa chén nước, cho vào đây 3 muỗng canh đường, rồi 1 muỗng canh nước mắm chay. Nấu cho phần nước này sôi lên, hơi sệt lại thì em tắt bếp, rồi chờ nó nguội mang đi trộn vào cải. Giờ em sẽ trộn cà rốt và ớt vào cải trước. Em trộn cà rốt cho nó có màu đẹp, còn quý cô bác trộn hay không trộn gì cũng được. Nước mắm đường đã nguội, em cho vào, trộn đều, rồi cho vào hộp. Để hôm sau là có dưa cải chua ăn rồi. Dưa cải rất giòn mà cũng thơm nữa. Video đến đây cũng đã hết rồi. Rất cảm ơn quý cô bác đã dành thời gian để theo dõi video nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video món chay lần sau ạ.